Entertainment bấy lâu luôn được biết đến như là một trong ba tập đoàn lớn về giải trí ở Hàn Quốc. Bên cạnh những cái tên idol, nhóm nhạc và cả những diễn viên nổi tiếng xuất thân từ công ty giải trí này, thì ông Lee Soo-man, người đứng đầu tập đoàn, vẫn luôn là đề tài hấp dẫn sự chú ý. Hiển nhiên điều khiến nhiều người khám phá chính là gia tộc, gia đình và đặc biệt cả hơn là con cháu của chủ tịch Lee. Bởi sự bí mật tiến lên công chúng vẫn hay, Lee Soo-man đã dùng thế lực đẩy đà mà mình nắm trong tay để khống chế thông tin về gia đình ông. Hình ảnh đơn lẻ của Lee Soo-man chụp với con trai Lee Kwon-joo trước truyền thông. Tuy không có nhiều, nhưng những thông tin đơn lẻ về cậu con trai ngậm thìa tiến thưởng được mệnh danh là thái tử thừa kế cả đế chế bố vùng mạnh của Lee Soo-man vẫn được công chúng lùng sục cáo gao. Thậm chí có người vẫn luôn đặt câu hỏi liệu anh chàng này có xuất chúng như người cha đình đám xứ Hàn không. Không làm fan thất vọng, dù bí mật tiếng nhưng con trai cả của Lee Soo-man với cái tên tiếng Hàn là Lee Jeon-ju, tên tiếng Anh là Yeo Jeon-ju Lee, sinh năm 1995 cũng có thắng lợi học hành đáng trầm trồ thực sự. Được biết, Lee Kwon-joo là con trai của chủ tịch với cung phi cả Kim Woon-jin. Khi bà qua đời vào năm 2014 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, Lee Jeon-joo đã khai mạc theo bước cha, tham gia vào các hoạt động quản lý tập đoàn, thậm chí còn biểu hiện năng lực xuất chúng từ còn nhỏ. Sự hiện đại bậc nhất tại ngôi trường của Lee Kwon-joo thời trung học tại Mỹ. Là con trai cả của chủ tịch quyền lực, Lee Jeon-joo được cha định hướng cho đoạn đường trải lộ giác tiến thưởng từ nhỏ. Anh từng theo học tại ngôi trường Harvard Lage ở Mỹ, trường tư thục dành cho tầng lớp thượng lưu và chọn lọc những học sinh sáng suốt nhất nước Mỹ. Tại đây anh liên tục được biểu dương là học sinh toa của trường với những thắng lợi nổi trội về học tập, sự sáng tạo, văn hóa, văn nghệ. Ngay khi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại giỏi, anh chàng này tiếp tục học lên trường Đại học California, chuyên ngành đồ họa máy tính. Bằng sự sáng suốt hơn người, anh chàng còn ra trường sớm hơn dự định. Năm 21 tuổi, trong khi anh em đồng trang lứa vẫn phải loay hoay với kế hoạch thực tập đi xin việc thì chàng trai này đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Tập đoàn Công nghệ Văn hóa Châu Á. Không những thế, năm 19 tuổi, Lee còn biểu hiện năng lực xuất chúng về ngôn ngữ khiến công chúng phải trầm trồ khi rành khá nhiều thứ tiếng như Hàn, Anh, Đức. Chính nhờ điều này mà năng lực trình bày bằng tiếng Anh của Lee Thái Tử cũng không phải dạng vừa. Anh từng được chính cha mình tin cậy giao phó nhiệm vụ trình bày chuyên nghiệp với vai trò phiên dịch viên trực tiếp cho chủ tịch Lee Soo-man tại hội thảo Đại học Stanford. Ở tuổi 24, anh còn sáng lập hẳn một công ty của riêng mình, sau đó từ chức vị trí giám đốc tại công ty cũ. Tên tuổi anh chàng này đôi khi vẫn xuất hiện trên các phiên bản tin kiêng dè tế nhờ bởi một năng lực khác là kiêng dè doanh và quản lý xuất chúng, song hình ảnh của Lee tuyệt nhiên chẳng hề có hình ảnh đi kèm. Một số hình ảnh được cắt lại từ clip trình bày tại trường đại học của cậu ấy nhà họ Lee. Đặc biệt hơn, Thái tử Lee từng khiến cả làng mạc giải trí xôn xao khi hoạt động với tư cách người viết nhạc, viết lời. Anh từng chắp bút cho ca khúc Leo Ao Theo Biết của ESO và phiên bản Hollywood của. Bên cạnh đó, vị thái tử gia tộc nhà còn từng xuất hiện trong danh sách bộ máy giám đốc của cưng Ture Technology Rao Asia Gago, tập đoàn công nghệ và nghệ thuật do cho anh đứng đầu, chuyên quản lý nghệ sĩ toàn cầu. Thông tin về Lee Kwon-joo có thể rất ít ỏi, nhưng khi soi lại về chặng đường học hành cũng như sự chịu khó đơn lẻ trong những lần xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau trên truyền thông, công chúng tin rằng anh là một người hoàn hảo để có thể kế thừa và dẫn dắt trong tương lai.